này nọ biết cái cây mình đã bị ngộ độc rồi, đừng có suy nghĩ, đừng có hỏi gì hết, lôi thằng này ra 2 cm cho 1 lít nước, quất vô cho tôi 3 lần, ngày tới ngày nghỉ, ngày tới ngày nghỉ, và 3 lần là tôi bảo đảm là cái cây nó tỉnh lại liền. Cái chiêu này thưa các anh chị, tôi chắc các anh chị bỏ ra mấy chục triệu mua cũng có đâu, không ai chỉ. Cái này nó đơn giản nhưng hiệu quả vô cùng. Quý vị biết cái vitamin B12, những người mà sau khi giải phẫu á mà ra rồi đó, mặt xanh chành á, da dẻ xanh chành, ta chích cái này vô để cho nó hồng hào, nó tạo hồng cái cầu mới. Thì cái cây khi mình ngộ độc á, đưa ông nội về vô, ông diệt những cái tế bào chết do những thân thuốc đồ nọ đó, anh hoại tử, làm hoại tử và tạo lập tế bào mới cho cây mình. Trời ơi, cái này tôi cứu nhiều giường lắm rồi. Đơn giản thôi, cái này là để chích gà thôi. Quý vị đừng ra ngoài tiệm thuốc tây mua cái loại chích người chi mắc ống chi len gì 10 ngàn, chai này nhiêu đi 40-50 triệu không? Ừ, thằng này 100 cc, mỗi lần tứ 2 cc, lớn tứ lẻ lử luôn. Tôi chắc quý vị mua cái quá đắt luôn, bị mình tưới mà đâu có chích, không có chích vô cây nghe mấy không? Cái này ma tưới nghe. Về cái sớm sáng sát coi cái này, nói là đưa vô ống chi len chích, mà đè đầu cái cây chích, cái này tôi không bảo đảm à. Tưới. Đúng rồi. Tưới nhiều lâu mà cho quả nhập được? À, 3 lần. Xả cho nó 3 lần đi, trời ơi thuốc bổ mà đừng tiếp nha. Trời ơi cái này còn uống được nè, giống như siro vậy đó. Nó khô đó. Bây giờ nè, nay mai không cần thấy ngộ độc. Nay mai cái gì qua cái mùa mưa này rồi gì, có gì dồn cây, ủa sao nay cây mình nó kỳ quá ta, nó không được tươi tắn như hồi xưa, đừng hỏi nữa. Đừng hỏi, qua cái này tưới hết vừa cho tôi đi. Qua ngày hôm sau bắt đầu lên tỉnh liền nè. Nó bị vô môi trường nhiều khi mưa sương muối nè, mưa axit này nọ. Bây giờ nước mưa nó đâu như hồi xưa, đúng không? Rồi qua cái giai đoạn mưa này nhiều cái rễ hư rồi, nó tích tụ ở trong chậu mình đủ thứ, nào nấm bò ống rồi nấm này nấm kia. Đừng hỏi, thấy cái cây mình hôm nay ra cái vườn thấy kỳ kỳ, nó xanh như mấy bữa ta. Rồi, cứ pha này quạt cho tôi. Trời ơi, thuốc bổ, đừng có sợ nha, thằng này không phải cái gì hết trơn. Nhưng mà lâu lâu quý vị thấy giờ cái vườn cây mình về lâu lâu nhớ hứng hứng, bữa nào rảnh nha. Hứng hứng cũng pha mày miếng tưới này coi, trời ơi. Sáng hôm sau thấy ra ở vườn nó vỗ tay, nó quan minh rồi, nó cảm ơn. Thiệt, nhiều cây nó nghẹn mình đâu có biết, phải không? Nay mai quý vị trồng cả ngàn cây rồi 1-2 cây nó nghẹn, nó bị rối loạn, nó nghẹn, nó nằm trong kẹt làm sao biết. Kẹt lâu lâu xí bùm bùm cho nó một cái đi, trời ơi, nó hết mấy cái thằng nó đường lớn nó còn lớn, nó ăn còn nhiều hết nữa. Đó nè, mình đâu có biết trong ruột trong gan cái cây lan nó bị kết tủa cái gì đâu. Đó nè, thì theo tôi quý vị dạy 3 tháng nên phun cái này vừa cây cho mình. Là bên Thái Lan nó xài đó quý vị. Ở bên nó thì nó vitamin B12, nhưng mà qua bên đây thì tôi mới hỏi cái silen người mắc quá, mỗi lần tưới nó đau bụng chứ không có gì hết trơn á, mà tưới hết hết vườn cả 100 cc, ngóng 10 ngàn, trời ơi 100 ngàn. Đó nè, ra thú y hỏi mấy chục ngàn. Coi cái cũng 100% vitamin B12, quý vị đừng mua vitamin mà nó pha nào là B complex hay này nọ. Vitamin B12 nó chỉ có 40-50%, đừng mua thế đó. Mình không có nuôi gà, không cần B complex nha. Mình chỉ cần B12 thôi, mua B12 không thôi. Đấy, nó mới có tác dụng. Chứ còn quý vị để nó pha trộn mua 3 cái thuốc bổ mà để cho gà ăn nhiều này nọ, thôi đừng mua. B complex là làm cho con gà cứ mở mắt ra ăn tối ngày mới lớn chứ không có gì. Còn cây lan mình không được vậy, mình chỉ cần là cho cây lan mình nó giải độc, lâu lâu giải độc cho nó cái. Bằng cái vitamin B12 này có mấy chục ngàn, quý vị mua về cứ để này. Đừng sợ chỗ nào đó nó quá đắt nha, quá đắt bán rẻ mua à. Nè, mình tưới mà cũng hiệu quả như thường chứ không, mình có chích vô người rồi mà sợ. Lá gốc rễ luôn toàn bộ, tinh bông luôn cũng được rồi, sao hết.
để đâu quay nhẹ rít gì có có nhỏ nhỏ này ừ trời ơi chuẩn bị có gì vậy xanh xanh á đâu để chị qua đấy để dọn xong thầy sẵn cho mà hai cái này có thứ nhất là có pha chục được không thầy môi to bé siêu siêu quá hả không pha chục tính cách như bao lâu rồi hả? Thế tỷ như bây giờ lâu lâu nhìn đỏ mình phun cái thế tỷ vô mùa nắng thường thường đó. Dạ. Các anh chị thấy thường thường là mùa nắng là hai ông nội này đã xuất hiện. Bởi cái mùa đó là cái mùa nắng nóng anh cần nước. Mà anh chơi anh hút nước trên cây lan của mình, thấy không? Sao mấy anh, mấy cha nội này chui xuống giếng này, cái nước cả đắp mà cứ chơi nước của cây lan không? Thấy không nè? Chứ là nó rất nắng. Đấy. Thì cái mùa đó là xuất hiện mấy âm âm sâu đại chiều. Mùa này thì giảm, mùa này lại là nằm bình. Quý vị nên nhớ nha, mùa nắng là nên ngừa sâu đại. Mùa mưa nên ngừa nằm bình. Làm vậy cho tôi quý vị khỏi đỡ tốn công. Mà quý vị coi đúng không? Mùa này độ ẩm cao, mưa nhiều ánh sáng ít, đêm lạnh, thấy không nè, nằm bình. Mùa này quý vị thấy rong rêu với cỏ phát triển nhiều không? Đúng không? Đó chứ từ xưa giờ quý vị quýnh ba lạ bên tốt tiền ủa mùa này đi quýnh sâu rầy quýnh chi ướt nhẹ mà có con sâu nào đâu thôi nghỉ uống nước rồi quý vị chờ ông nội quý vị lâu quá nghỉ uống nước thì sao 5 phút mình làm tiếp bữa nay vừa cuối mày quýnh hết ga quý vị luôn mấy cái thuốc làm phun làm kim lên cây lá luôn bây giờ mấy thuốc mà người với lại bà bỏ hết toàn bộ hết chứ không có chừa gì bởi vì chỗ nào mà kính tối là nó cuốn vô từ trên xuống dưới bẻ lá cỏ thì trong cái bài sau đây thì trích này thu quýnh quên nè vừa mũi đâu mua amico rồi đâu thầy nói luôn đây nè ở sau lưng nè người ta có những cái nè Momento nè Pesil nè Viber nè Vicapen nè người ta có hết trên đây rồi không sợ đó là một bộ đó con Minh Huy đúng rồi cái bộ mà các bạn mua mà trừ nấm bệnh là có này luôn là 200 280 còn cái sổ hết về cái phân bón là 320 thì các chị mua nấm bệnh như cơ bản luôn là 600 ngàn và bên công ty mình soạn sẵn hết luôn về là không có thiếu gì trong đây hết á và các chị cái việc mà tưới thôi ví dụ cái phát trước đó là bị thiếu nhiều lắm mới mang về đi cái này là chuẩn bị như là giờ tụi mình người đang chạy được mua về hay là nó nhiều cái nó nhỏ nhặt lắm nên các anh chị có nhiều thuốc tiêu cao không phải gì mà anh chị nếu mà thiếu thuận lợi thì lấy luôn rồi mai mốt mua nhiều mà biết cái nhãn hiệu á mình mua nhiều á có thể mình tìm công ty xong rồi mua trực tiếp cái này còn tốt lắm lúc kiếm chết luôn á vậy là ổn tiền yên tâm tiền cái thuê phòng hai này cũng vậy mình đi tìm nhiều nơi rồi B12 canxi nhiều lắm chỉ có chỗ này là mình mua được B12 nguyên chất thôi ở mày đó ba B complex cùng lắm á là chính mình đi hóc môn đi này kia đến nơi mà thú y mà bán lớn luôn mà nó giống như nông dân nó phái phúc hợp mua cái chai 12 cái được cái canxi được cái này được cái kia không cần canxi luôn đó cái cuối cùng là mới đi tìm hoài mới ra được cái chỗ này mới mua được cái này bán 4-5 năm là tốt lắm. Sao cái chai chai trắng á, canxi đi cáp mà sáng có tặng nên gì cái muỗng trắng á. Cái chai trắng á, mình đã được thầy đưa là có 3 loại. Một là magie đu quỳnh. Hai là canxi đi cáp. Cái canxi đó là cực kỳ hay, bỏ vô nước nó tan ra mà nó giống như là thầy nói là giống như là canxi của hãng nước Anh đó. Hồi xưa mình cũng phải mua một cái chai nhỏ vậy nè. Là của hãng Anh đó tên là 2 canxi 90 ngàn đồng một chai là bỏ vô là nó tưới tốt lắm rễ nó rau nhiều thì bây giờ thầy có được cái 2 canxi đi chắc chỉ có 20 ngàn đồng thôi
đó, tưới đỡ đau bụng, có tiền thì là rất là tốt. Còn chị mua lớn á, thì có thể ra hoạt nhân kim viên, mua CA NO3 thì chị mua cái bịch chị ơi, có ba mấy 40 ngàn đồng một bịch, nhưng mà để lâu nó chảy nước, nhưng mà tưới vô tưới tốt, nhưng mà mình phải dùng số lượng lớn đó, là canxi để chát là đó. Còn cái nữa là thầy và chị gửi cho mình là 19 3 4 17 trong giáo trình mình có đó. 19 3 4 17 là nó nhạt hơn, phức hợp là cái công nghệ mới, chỉ việc bỏ phân vô nước là tan liền ra khổ quậy luôn á. Có như mình cũng phải quậy, nhưng mà tóm lại là cái phân mà mình hay tưới ở ngoài á, như đồng châu hay rô mo này kia á, không phải nhạt, không phức hợp công nghệ mới á, thì bỏ vô phải quậy thật kỹ. Không quậy kỹ là cái phân đó axit á, tưới vô là trái lá như thầy nói đó. Còn những cái dạng công nghệ mới bây giờ là những phân petrol của Mỹ đem về là 700 ngàn hay là khoảng 500 ngàn đồng, chỉ có nửa ký thôi. Và cái phân đó là chỉ cần bỏ vô nước một cái là quậy một cái thôi là nó tan liền, thậm chí khẩu quậy cũng tan nữa. Thì mình tưới nó đỡ hạn chế những cái vấn đề axit hàm lượng dư. Đó thì thầy có gửi cho mình cái chai cũng có 20 ngàn thôi. 19 3 4 17 Dạ có chai nhỏ 19 3 4 17. Dạ. Sau này con có nghiên cứu một số dạng phân phức hợp khác trên thị trường. Nó có nhiều dạng phân cao cấp lắm. Dạ vườn lớn thì mình phải mua nhiều. Thì con có bán bên con có mới tìm được cái công ty nó nhập từ Mỹ về nguyên chất luôn. Mà nó mới về Việt Nam nó làm đàng hoàng lắm. Còn sau này con không biết. Nhưng mà thường những cái hãng mới á, phân mới á, chị nhớ nha. Cứ hãng phân mới là nó làm đàng hoàng. Thì nó làm đàng hoàng thì thị trường nó mới tiêu thụ. Rồi sau này nó hay lận lờ cái chuyện đó là của nó. Thì là mình có cái hãng con mới tìm được luôn. Là hãng Pro gì đó, bên Đắk Nông á. Thì đó là dạng phân phức hợp luôn, đó là bỏ vô nước là tan liền ra luôn. Cái đó là nó ký hay là nó dạng chai nhỏ, nhưng mà nó có dạng ký. Con dạng ký không phải đặt con, tại vì chai nhỏ thì con nhớ con đặt cho con đó, thì con làm đại lý của nó luôn rồi, thì bán cho nó. Rồi có nhiều dạng phân cũng hay lắm, ví dụ như có nơi là nó có phân không có ure luôn, tức là đạm mà đạm nitơ thì kia không có ure, đỡ trái lá. Cái dạng phân nó cao cấp lắm, nước ngoài là cứ quốc tiền đô thôi, về Việt Nam cũng phải 500-700. Mình bây giờ bắt đầu từ từ người ta hiểu, người ta nhập cái đó về.